Hôm nay mùng 1 tháng 9, trừ các trường học trên địa bàn huyện Thanh Thủy tạm dừng tựu trường do diễn biến của dịch COVID-19, các trường học trên địa bàn 12 huyện thành thị đã tổ chức cho học sinh tựu trường và đón các em học sinh đầu cấp. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch được ưu tiên hàng đầu. Tại trường tiểu học Lê Đồng, thị xã Phú Thọ, sáng nay hơn 700 em học sinh của 5 khối lớp đã tựu trường sau thời gian nghỉ hè. Ngay trong ngày đầu tựu trường, công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiêm túc. Các thầy, cô giáo, các em học sinh đều được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay ngay từ cổng trường và yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở trường. Hôm nay đến trường ngày đầu tiên khi nghỉ hè, con cảm thấy rất là vui. Và khi đến trường thì các thầy, cô giáo đã sát khuẩn tay và đo thân nhiệt. Các bạn và con đã đeo khẩu trang để phòng chống dịch. Để chuẩn bị tốt cho học sinh trong ngày tựu trường, từ ngày 23 tháng 8 thì nhà trường đã huy động toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên đến để tổng vệ sinh toàn trường. Trong các lớp học thì được các thầy cô giáo chủ nhiệm và giáo viên bộ môn đã khử khuẩn bằng chloramin B với tất cả các bàn học, cửa sổ, cửa lớp, cửa ra vào. Huy động tất cả các đoàn viên thanh niên của nhà trường là thực hiện ngay từ cổng trường đối với tất cả các em học sinh là sát khuẩn tay, đo thân nhiệt. Trong ngày hôm nay, học sinh cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thị xã cũng quay trở lại trường sau thời gian nghỉ hè. Cùng với chú trọng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, các nhà trường đã phổ biến nội quy trường lớp và giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh để sẵn sàng tâm thế bước vào năm học mới. Đặc biệt năm nay là năm đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 2 và lớp 6. Các nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện với quyết tâm cao nhất để thực hiện thành công chương trình. Các thầy cô giáo cũng đã được tập huấn theo các văn bản rồi là của sở, của phòng, và đặc biệt là ngày hội tựu trường hôm nay đối với lớp 6 thì các em được vào lớp học để học tập cái nội quy quy chế của nhà trường cũng như là cái kế hoạch phát triển giáo dục của nhà trường. Nhà trường cũng sẽ duy trì cái nền nếp ngay từ đầu năm học để thực hiện tốt cái nhiệm vụ năm học 2021-2022. Năm học này trên địa bàn thị xã Phú Thọ có 32 trường với hơn 15.000 học sinh. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của ngành giáo dục và đào tạo, các nhà trường trên địa bàn đã tiếp cận gần 40 em học sinh ở các tỉnh thành khác về nghỉ hè không kịp quay trở lại các tỉnh thành do đang giãn cách xã hội. Viện chỉ đạo của các cấp để phòng giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường tập trung nghiên cứu, xây dựng kế hoạch dạy học cho năm học 2021-2022, đặc biệt là lưu ý đến tình huống là dịch COVID diễn biến phức tạp. Do vậy là cũng đã tập trung triển khai cái nội dung là xây dựng kế hoạch theo hướng là tranh thủ tối đa cái thời gian dạy học vào buổi sáng, đặc biệt là trong thời kỳ dịch cơ bản được kiểm soát để đảm bảo được cái tiến độ dạy học. Sau ngày khai giảng mùng 5 tháng 9, các em học sinh ở các cấp học sẽ chính thức bước vào năm học mới từ ngày mùng 6 tháng 9 năm 2021. Đây sẽ tiếp tục là một năm học có nhiều khó khăn, thách thức đối với ngành giáo dục trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp. Việc chủ động xây dựng kế hoạch năm học, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh, duy trì tốt nền nếp học tập ngay từ đầu năm là hết sức quan trọng để các em học sinh bước vào năm học mới an toàn, đạt kết quả cao.